Tuổi Ân Mão 1975, xây nhà năm 2022 Nhâm Dần, được lộc trời cho, giàu có, bình yên. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đối với người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, xây nhà cũng chính là xây tổ ấm. Về mặt vật chất cũng như tinh thần, một căn nhà có phong thủy sẽ giúp cho gia chủ đón cát, tránh hung. Không chỉ giúp gia chủ tăng tài lộc mà còn tăng vượng khí cho gia chủ Ất Mão 1975. Khi xây tổ ấm mới, ngoài việc chọn lựa làm sao để thiết kế được một căn nhà hiện đại, sang trọng, đầy đủ tiện nghi, bản mệnh cũng nên quan tâm tới vấn đề phong thủy để công việc được thuận lợi hơn. Đồng thời cũng để tránh phạm phải các sai lầm kiêng kỵ gây tổn hại đến vận may và hồng phúc của cả gia đình. Vậy nên, hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, để xây được nhà, yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến là yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Ất Mão 1975, bước sang năm 2022, Nhâm Dần đã 48 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm kim lâu và hoàng ốc, hai trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên mệnh chủ tuổi Ất Mão muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Mệnh chủ tuổi Ất Mão thuộc cung đoài mệnh kim, có bốn hướng tốt như hướng Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí, và còn có bốn hướng xấu là hướng Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát, hướng Nam ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ may mắn ở nhà hợp hướng thì xin chúc mừng, còn nếu nằm trong những hướng như lục sát, ngũ quỷ, họa hại, tuyệt mệnh thì mệnh chủ cần hết sức chú ý. Khi ở nhà không hợp hướng, mọi việc sẽ bị xáo trộn, lúc nào cũng bị căng thẳng, áp lực. Cho dù cố gắng bằng 10 nghề khác thì kết quả thu lại cũng chẳng được là bao, thậm chí đôi khi còn bị mất tiền oan. Vậy nên mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy hướng bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, hóa giải xung sát, xua đuổi tà ma. Khi treo hương trước cửa nhà, hóa giải được những sát khí, những luồng khí xấu theo vào nhà, mang lại may mắn, bình an cho những người trong gia đình. Hơn nữa, gương bát quái tinh cầu đã được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng theo tuổi Ất Mão. Vậy nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất. Quý vị thân mến, bên cạnh tuổi tốt làm nhà được, chúng ta cũng cần phải xét đến yếu tố vận đất có xây được hay không. Đất mà được vận thì tuổi nào xây cũng tốt, đất không được vận thì động thổ xây dựng có nhiều chuyện hung họa xảy ra. Vậy nên việc quan trọng đầu tiên cần phải làm là chọn được hướng đất tốt để xây dựng. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nào xây nhà được tốt nhất? Mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao nhất bạch tài tinh đào đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông phượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư, thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng có lợi cho tài văn chương, các công việc về văn, nếu suy dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, ngành sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận học hành của những người trong gia đình hành thông may mắn. Những mệnh chủ tuổi Ất Mão ở hướng Bắc là một trong bốn hướng xấu phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao lục tồn thuộc hành thổ, một hung tinh đem nhiều hung khí, gây nhiều thiệt hại về sức khỏe công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên cần treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ Ất Mão, có thể giúp mệnh chủ hóa giải nhà không hợp hướng, tránh được những sát khí mang đến ngôi nhà, từ đó mang lại cho những người trong nhà cuộc sống viên mãn, ấm no, hạnh phúc. Thứ hai là hướng Nam.
Hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ phạm vào Tam Sát. Theo Viễn Cổ Thông Thư, Tam Sát được giải thích chia làm 3 dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát, tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng sẽ vì thế mà họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam trong năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Bên cạnh đó, hướng nam là hướng ngũ quỷ với mệnh chủ tuổi Ất Mão, là một trong những hướng xấu trong phong thủy. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh, thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Hướng này do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nhiều tác hại. Vì nên mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải, mang lại may mắn, bình an cho gia đình. Tiếp theo là hướng đông. Hướng đông gồm ba sơn giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng, tọa dậu, hướng Mão phạm vào Mậu Kỷ đối thiên sát. Mậu Kỷ đối thiên sát là một trong năm sát tinh lớn của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ tuổi Ất Mão, hướng đông là hướng không hợp, một trong những hướng xấu cần phải tránh. Hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây tai họa cho gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh càng nguy hiểm, vì gặp tăng khắc về ngũ hành nên sự nguy hiểm ngày càng gia tăng. Vậy nên gia chủ tuổi Ất Mão cần phải treo gương bắt quái tinh cầu gỗ đào trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng tây. Hướng tây gồm ba sơn canh, dậu, tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị do thất xích phá quân ngự trị. Thất xích là sao phá quân, gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sau thất xích nếu vượng thì phát tài về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy trong nhà xuất hiện trộm cướp, có người chết trận, bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai tổn đinh, xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao thất xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy mai hoa phú quý để hóa giải. Những mệnh chủ tuổi Ất Mão nếu ở nhà hướng tây thì rất tốt, được hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh, mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp hung tinh, mọi sự sa sút, sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ năm là hướng tây bắc. Hướng tây bắc gồm ba sơn tuất, càn, hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đào đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bản nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng, quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử, cuộc sống cô độc, chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất. Nếu vượng còn vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. May mắn thay cho những mệnh chủ tuổi Ất Mão, hướng Tây Bắc cũng là hướng hợp với bản mệnh, một trong bốn hướng tốt, ở hướng này được sinh khí. Sinh khí là sao tham lăng tinh, ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng đông tứ trạch, được hợp trạch,
vì thuộc tính ngũ hành tương sinh với các hướng đó, giúp nhà cửa được thịnh vượng. Thứ sáu là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 Sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm Thái Tuế, Mậu Kỷ, Đô Thiên, những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Với các mệnh chủ tuổi Ất Mão thì hướng này là một trong 4 hướng tốt với bản mệnh, được hướng diên niên. Diên niên hay phúc đức, tượng là sao vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài, để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Đối với hướng đông trạch, phúc đức cũng không được tốt vì gặp tình huống kim bị khắc chế nên lực khí tốt giảm đi rất nhiều. Thứ bảy, hướng đông nam. Hướng đông nam gồm 3 sơn thìn, tốn tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an. Những mệnh chủ tuổi Ất Mão mà ở hướng đông nam lại không hợp hướng, bị phạm vào hướng lục sát. Lục sát là sao văn khúc, ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh, đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, xâm đãng, thị phi. Để hóa giải điều này, mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân, hướng Dần, bị phạm vào Tuế Phá, tọa Sửu hướng Mùi phạm vào Tam Sát. Đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới năm 2022. Tuy nhiên, đây là hướng tốt với mệnh chủ tuổi Ất Mão. Với những mệnh chủ tuổi Ất Mão mà ở hướng này, được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh giúp gia chủ giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao Thiên Y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với gia chủ Ất Mão 1975, năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.